mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Chiến sự Ukraine ác liệt ở Kiev, quân nga thiệt hại nặng, cấp tốc làm điều chưa từng thấy. Theo nguồn tin, những bức ảnh vệ tinh mới nhất do công ty Maxar Technologies của Mỹ cung cấp thể hiện rất rõ việc quân đội nga đang tích cực xây dựng các công trình phòng thủ để bảo vệ hàng loạt vị trí quân sự ở tây bắc thủ đô Kiev, Ukraine. Trong một bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy. Công sự bằng đất được các binh sĩ Nga đắp cao xung quanh vũ khí trang bị của họ gần Ozera và căn cứ quân sự Antonov. Ngoài ra, các loại hầm hào tương tự cũng có thể nhìn thấy tại hai làng Zivka và Bireshnyanka, xa hơn về phía tây bắc. Việc quân Nga cấp tốc xây dựng hầm hào giã chiến là phù hợp với thực tế diễn biến chiến sự. Nguồn tin dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh trên tài khoản Twitter chính thức của bộ này cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hiện đang dậm chân tại chỗ trên tất cả các mặt trận. Do vậy, việc xây dựng hầm hào công sự để tránh bị phản đòn, hạn chế thương vong và hư hại về binh lực của quân đội Nga là cần thiết. Vụ pháo binh Ukraine tập kích vào sân bay Kherson khiến quân Nga thiệt hại nặng nề là một ví dụ điển hình có thể thời gian quá gấp gáp nên binh sĩ nga chưa kịp xây dựng các công trình phòng thủ bảo vệ sân bay tiền tiêu